Ai chà, hôm nay thật là đẹp trời. Quả là một ngày tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng. Câu này nghe quen nhỉ. Mà thôi kể đi, giải tỏa đã. Móc dài, ai cho mày đái lên đất của tao? Đất nhà mày. À, khai không? Không, khai không? Khai. Khai thật. Nó đái mẹ ra quần rồi. Tại hắn bị chúng em tóm được lúc chưa kịp giải tỏa căng thẳng. Khai mau, mục đích kế hoạch của các ngươi là gì? Không cần hỏi hắn nữa đâu ạ. Sao thế? Tất cả ở đây hết rồi thưa chỉ huy.